Quý vị và các bạn thân mến, sinh viên chuyên ngành thời trang vừa tốt nghiệp ra trường với mong muốn lớn nhất là có được một bộ sưu tập để ra mắt khán giả và tạo dấu ấn cho riêng mình. Một bộ sưu tập thời trang của sinh viên là những hơi thở mới trong ngành thời trang đã được trưng bày trình diễn tại khuôn viên trường Học viện Thiết kế và Thời trang London trong những ngày qua đã được đông đảo công chúng đón nhận. Đây là những bộ sưu tập thời trang đầy sáng tạo của những sinh viên ngành thời trang với tên gọi I Am là chính mình. Không chỉ mang những nét hiện đại về những mảng màu sắc sáng tối, mà các bạn sinh viên còn đặt dấu ấn vào mỗi bộ sưu tập là những nét đẹp của đất nước Việt Nam. Hình ảnh của bộ sưu tập thời trang này là bông sen trắng tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Còn đây lại thể hiện ý chí kiên cường của người dân Việt qua bộ sưu tập về tre. 17 bộ sưu tập sẽ dẫn dắt người xem đi qua những miền đất cảm xúc tình yêu khác nhau để thấy được sự hòa trộn của những khác biệt và cả dấu ấn cá nhân riêng biệt của mỗi người. Bộ sưu tập của em thì được lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Em sử dụng hai hình tượng là hoa sen và cánh cò để khắc họa những phẩm chất, những đức tính của người phụ nữ như là tần tảo, giản dị và tâm hồn trong sáng, thuần khiết. Ta dùng tre để uốn cong, làm các sản phẩm xuất khẩu thì những cái lạt đấy từ cây tre rất là cứng cáp thì đã biến thành những cái lạt tre rất là mềm mại, thì em đã dùng cái tính chất đấy để tạo nên những họa tiết trên những bộ trang phục và những cái đường cắt dựa trên những sự uốn lượn của cái lạt tre để tạo nên sự độc đáo cho các outfit ạ. Á hậu Việt Nam năm 2014 Huyền My cũng có mặt trong buổi trình diễn thời trang sáng tạo ngày hôm nay. Là người đã theo cùng các bạn sinh viên trong những ngày đầu bắt tay vào thực hiện bộ sưu tập, Huyền My chia sẻ những hy vọng khi bộ sưu tập ra mắt sẽ được công chúng đón nhận. Đa số là có vẻ thiên về màu đen trắng, thì Huyền My cũng rất là thích những cái màu đấy vì nó đơn giản và nó có thể dễ dàng tôn lên vẻ đẹp và cũng có thể dễ dàng che những cái khuyết điểm. Thì mỗi bộ sưu tập đều nói lên những cái cá tính, những cái suy nghĩ, những cái mà mong muốn của các bạn sinh viên. Thì Huyền My thấy là bộ nào cũng đẹp, rất là khó để có thể chọn ra là bộ nào là đẹp nhất. Và Huyền My cảm thấy là mỗi năm thì những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ đấy đều phát triển hơn rất là nhiều. Thông qua bộ sưu tập, các nhà thiết kế trẻ đã cống hiến hết sức mình cho nghệ thuật lao động sáng tạo, thể hiện một niềm đam mê cháy bỏng với thời trang để tạo ra những sản phẩm vừa nghệ thuật và ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của xã hội.